ơi, mình nhức đầu lên rồi nha. Ôi rồi. Đây nha, giờ thì bác Tài bắt đầu khởi hành đi về rồi anh em. Cung đường ngày hôm nay thì cực kỳ là lầy lội luôn nha anh em. Tí nữa là anh em mình cùng chờ đợi và xem và chiếc xe đi vào những sình lầy sẽ tội như thế nào nha anh em ơi. Hôm nay đi hai chiếc nha, nhưng mà một chiếc bị bẻ cánh quạt rồi, chắc phải nghỉ lại đây nha. Và trước đây là sẽ chuẩn bị đi trước. Tới cung đường lầy rồi nha. Tí nữa là còn một đoạn lầy hơn đoạn này nhiều nữa anh em. Anh em mình cùng theo chân và xem cận cảnh chiếc xe đi về nha.
bắt đầu vào đoạn đường Sừng Lầy rồi nha anh em ơi. Đoạn đường đây là siêu kinh điểm luôn. Tối qua là về hai chiếc ở đây là không thể lên được nha, phải nhờ một chiếc lên kéo. Và tình hình ngày hôm nay thì lại về một chiếc thôi, mà không biết là sẽ như thế nào nha. Sâu vào nghiêng luôn nha. Xong rồi. Tình hình như này là không ăn rồi. Xem là bác tài sẽ xử lý qua đoạn này như thế nào nha. Anh được chiếc đây lên kéo rồi nha anh ạ. Là xanh nước rồi mà tè rồi á. Mà tè cũng luôn là anh lấy rồi mà. Còn hai chiếc đi sau, với lại một chiếc máy Hovo 420 đang về chuẩn bị về vượt qua đoạn đường đây nhá. Do là lúc đấy là có mấy chiếc đi qua rồi nên là đường nó cũng khô rồi, nên là xe lên chiếc đi sau cùng đây là đi lên nó cũng dễ nhá. Còn chiếc đang đứng đầu đây là lên hơi khó.
Đây nha anh em, chiếc xe Volvo 420 lên rồi. Quá đỉnh luôn nha anh em ơi. Giờ thì trời cũng gần tối rồi nhá, hơn 5 giờ tối rồi, nên là mình cũng tranh thủ ghi một đoạn ngắn đây cho mọi người cùng được xem thôi. Là mình cũng sẽ dừng lại video thôi, do là trời tối nên là cũng không thể lên được hình cho mọi người cùng được xem rồi nhá. Anh em nào xem video mình hay hoặc là thấy mình quay chưa được ưng ý mọi người thì có thể bình luận và chỉ cho mình cách để mình quay và làm theo xu hướng của mọi người nhá. Ôi vậy là cũng lên rồi nhá, xem là có phải lên. Ôi không được rồi anh em ơi, phải tời rồi, tình hình này là chắc phải tời rồi, do là xe đây là bị đứt dây vi sai nhá. Xe bị đứt dây vi sai nên là bác tài lên hơi khó. Chắc phải kéo tờ cho nhanh nhanh nha. Có tờ lát xít để luôn mà. Số mạnh rồi nha. Không có gì là à? Tời rồi. Không có gì à? Lún sâu quá, đụng số mạnh rồi. Ui giời ơi.
Qua rồi nha anh em ơi. Giờ đây thì trời cũng gần tối rồi. Nên là mình cũng sẽ dừng lại video ở đây. Mọi người xem video mình hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha anh em ơi.